nhất là vấn đề ăn uống thì ở đây người ta nói chung là cũng không hợp khẩu vị lắm, và điều đặc biệt là rất là ít đồ ăn, nên đội phải đi mua các bạn cũng không dịch nữa. Còn ở thì ở đây còn mỗi người già vẫn lâu sau thì bao nhiêu cũng ăn tên gì hả? Tin hả? À, nhưng mà dự như cái số 39 trên 9 trên 1 dược thì là ở đây hay là ở đâu? Rồi. Có gì gọi hả? Để dễ hơn nha. Nó vào có thể được rồi.